Bây giờ chúng ta cùng nhau làm một số bài tập. Tên mà tôi gọi thì bài tập gồm có cả câu hỏi, bởi vì có những câu hỏi phần lớn là so sánh và đòi hỏi suy nghĩ, chứ không phải là bài tập đơn thuần, câu hỏi đơn thuần. Thì bài tập thứ nhất là yêu cầu bạn so sánh ADN và ARN. Trong tài liệu kèm theo, tôi gọi bài tập là bài tập 0.1. 0 ở đây là tiết đầu tiên, là tiết bổ sung, chứ chưa tính đến nội dung của chương trình. Thế thì so sánh tức là yêu cầu bạn phải làm gì ạ? Một là tìm ra điểm giống nhau, và hai đặc biệt là tìm ra những điểm khác nhau. Thế thì điểm giống nhau giữa ADN và ARN ta có thể nhanh chóng nhận thấy đó là gì ạ? ADN và ARN đều cùng thuộc nhóm, hai nhóm là hai nhóm khác nhau của acid nucleic, có các cái thành phần giống nhau hoặc là dẫn xuất của nhau, đều cấu tạo theo nguyên tắc đa phân và đơn phân, đều là nucleotide. Các nucleotide thì thành phần là như nhau hoặc tương tự nhau, nhưng mà điểm khác nhau mới là quan trọng. Đó. Điểm khác nhau thì có nhiều cách trình bày. Thông thường thì các giáo viên trình bày theo bảng. Thường thì gồm có 3 cột dọc. Thế còn số cột ngang là tùy theo các tiêu đề, tiêu chí cần phải so sánh. Ở đây bạn ghi các tiêu chí cần phải so sánh. Còn bên này ta chẳng hạn ghi là ADN, thì bên kia là ARN. Các cái so sánh này tôi đã gửi kèm theo tài liệu rất đầy đủ cho các bạn. Thì ở đây tôi chỉ nhắc lại một cách qua loa và nhắc lại những cái chi tiết quan trọng đấy. Thứ nhất là về tên gọi, thì nucleotide của ADN gọi chính thức hơi dài dòng tên là gì ạ? Deoxyribonucleotide. Còn nucleotide của ARN thì gọi là ribonucleotide. Có một số bạn gọi nucleotide của ADN là nucleotide, còn nucleotide của ARN mới gọi là ribonucleotide là không thật chuẩn xác. Và điểm thứ hai là nucleotide của ADN đặc trưng bởi gì ạ? Đường deoxyribose C5H10O4 và sự có mặt của timin. Trong khi đó ARN thì sao? Được đặc trưng bởi đường ribose C5H10O5 và base nitơ là uracil. Điểm thứ hai là ADN luôn luôn có hai mạch, trừ những trường hợp cực kỳ đặc biệt như sau này ta mới học thì mới có một mạch thôi, nhưng mà luôn luôn có hai mạch hay còn gọi là hai chuỗi, và hai chuỗi này thì liên kết với nhau bằng các liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung. Trong khi đó ARN chỉ có một chuỗi, hay còn người ta còn gọi tóm tắt là một cách khác là cấu trúc mạch đơn. Bây giờ chúng ta sang bài thứ hai. Bài thứ hai đầu đề, đầu bài thì đã ghi ở trong tài liệu kèm theo bài giảng này. Ở đây tôi đọc tóm tắt lại. Hỏi bạn ấy cho biết ADN và ARN có bao nhiêu loại nucleotide khác nhau? Nếu từ các loại nucleotide này xây dựng một cái chỉnh hợp chập 3 mà không lặp thì được bao nhiêu chỉnh hợp? Câu trả lời tôi đã ghi ở trong tài liệu kèm theo bài giảng, tóm tắt như sau. ADN có 4 loại nucleotide là gì ạ? A, T, G và X. Thì 4 loại này được coi là 4 phần tử một tập hợp. Thì lúc này ta xây dựng một trường hợp chập 3 không lập
thì mỗi nucleotid chỉ có mặt một lần, và trong trường hợp là xây chỉ có 3 nucleotid mà thôi. Do đó ta có hai cái giải như sau. Cái giải thứ nhất là giải được phép chọn, là có 4 lựa chọn nucleotid thứ nhất, 4 nhá, có 3 lựa chọn cho nucleotid vị trí nucleotid thứ hai nhá, là 3 nhá. Thì còn lại là mấy? Còn lại là vị trí thứ ba chỉ còn là 2 lựa chọn thôi, phải không ạ? Do đó theo quy tắc phân nhóm ta sẽ có 4 nhân với 3 nhân với 2 thành bao nhiêu? Thành 24 lựa chọn, tức là 24 trường hợp. Cách thứ hai thì bạn áp dụng công thức trường hợp bạn đã học trong toán ấy, bạn tính trường hợp chập k của n phân tử với k ở đây bằng bao nhiêu? Bằng 3, với n là bao nhiêu? Bằng 4. Thì bạn tìm ra đó. Chi tiết bạn xem trong tài liệu. Bây giờ sang bài tập thứ 3. Vì sao ADN có tính đa dạng mà lại đặc thù? Vì sao ADN là đa dạng? Ta hãy tách câu trả lời nó hai phần. Và vì sao ADN lại đặc thù? Thì ADN nó đa dạng bởi vì nó chỉ có 4 loại nucleotide thôi. Nhưng mà như bạn thấy, nếu mà thay đổi thành phần, trình tự và số lượng nucleotide thì sẽ tạo ra vô số dạng khác nhau. Khác nhau về thành phần như trong tài liệu tôi đã chỉ rõ, thì tương tự như khác nhau về loại phân tử tập hợp trong toán học. Khác nhau về số lượng thì cũng tương tự như khác nhau về số phân tử một tập hợp trong để tạo nên một trình hợp hoặc là một tổ hợp. Còn khác nhau về trình tự thì cũng giống như là khác nhau về hoán vị. Thế còn ADN là có tính đặc thù là vì sao? Là vì mỗi một ADN được đặc trưng riêng bởi thành phần, số lượng hoặc trình tự các nucleotide mà nó tạo ra. Ví dụ như chúng ta thấy có con số 1, 2 với là con số 2, 1 thì về cơ bản chúng ta thấy là nó tạo ra từ hai con số giống nhau, nhưng mà đây là hai số khác nhau, đó, khác hẳn nhau. Thế thì ở đây ADN cũng như vậy thôi, thay đổi trình tự và thay đổi cả thành phần và số lượng sẽ tạo nên một số loại, nhưng mỗi loại đều có đặc biệt riêng của nó. Bài tập số 4. ADN vì sao có cấu trúc bền vững nhưng lại rất linh hoạt? Cái này bạn nào chú ý nghe giảng thì có thể trả lời được ngay. Bền vững là bởi vì liên kết phosphor diese làm loại liên kết tương đối bền vững. Bền vững là bởi vì hai chuỗi polynucleic của ADN liên kết với nhau bởi gì ạ? Vô số liên kết hydro, tức là số liên kết hydro rất nhiều. Nhưng mà linh hoạt là bởi vì sao? Linh hoạt là bởi vì các liên kết hydro tương đối yếu, rất dễ bị tách, thậm chí đun nóng già cũng có thể đã bị tách rồi. Chính vì vậy cho nên người ta trong một số câu hỏi của học sinh giỏi mà đây tôi giới thiệu và cũng có khả năng là gặp ở trong thi đại học, là người ta hỏi rằng là bây giờ ADN của hai loài, một loài rong như nhau đó, hai loài rong giống nhau cùng họ, nhưng một loài chuyên là sống ở suối nước nóng, thậm chí bốc hơi nghi ngút như là sữa cây gà, có thể mang con gà ra dội nhúng vào một lúc là làm lông được, còn một loài thứ hai thì sống nước bình thường, thì người ta hỏi là ADN thì chúng có gì khác nhau, thì câu trả lời rất đơn giản thôi. Tất nhiên là có nhiều chi tiết khác, nhưng mà ở đây người ta chỉ muốn hỏi bạn là ADN ở đâu chịu nóng cao hơn, thì rõ ràng ADN ở suối cây gà phải chịu nóng cao hơn rồi. Và đặc điểm của nó là gì ạ? Đặc điểm của nó phải có nhiều liên kết hydro. Thế tại sao phải nhiều liên kết hydro và làm thế nào để nhiều liên kết hydro? Đó là bởi vì phải có rất nhiều cái gì đấy ạ? Rất nhiều AT hay là rất nhiều GX ạ? Phải có rất nhiều GX, thành phần GX nó nhiều thì số liên kết hydro nó sẽ gấp bội. Chi tiết bạn xem thêm trong bài giải 04 của tài liệu kèm theo. Giờ bài tập số 05. Mở rộng một chút về hiểu biết của nguyên tắc bổ sung của bạn. Đầu bài như sau. Người ta dùng hai loại enzyme đặc hiệu viết tắt là E1 và E2.
để cắt đôi hai phân tử ADN giống hệt nhau thành hai nửa hoàn toàn bằng nhau thì kết quả như sau. Kết quả thứ nhất, một nửa của ADN là thứ nhất đã bị cắt ra bởi enzyme E1 thì có thành phần A bằng T bằng 20%. Còn G bằng X bằng 30%. Đây là tác động của anh E1 nhé. Còn enzyme E2 nó cắt ADN là cũng thành hai nửa. Thế nhưng mà một nửa thì lại có A bằng 13%, T bằng 27%, G bằng 29% và X bằng 31%. Thì bây giờ người ta hỏi bạn là cách tác động của E1 và E2 khác nhau như thế nào? Thì bạn mà chưa quen ấy, thì bạn sẽ bị choáng. Nhưng bạn bình tĩnh một chút thì bạn nghĩ ra ngay. Nửa thứ nhất bị cắt bởi E1 có A bằng T có G bằng X. Thì có bao giờ A bằng T G bằng X ở trên mảnh đơn không? Cũng có về mặt lý thuyết nhưng cực kỳ hiếm. Thế trong thực tế A chỉ bằng T, G chỉ bằng X khi nào? Khi ADN đó gồm hai mạch. Do đó bản thân cái ADN này, giả sử nó như này, thì như vậy đã bị cắt thế nào? Cắt làm đôi nhưng thành hai chuỗi xoắn kẽm tách ra, tách ra. Còn enzyme E2 nó cắt thế nào? Nó cắt theo chiều dọc, anh trên cắt theo chiều ngang. Tức là thế nào? Nó chè anh này ra từ đầu nọ đến đầu kia. Nói cho nó vui là nó cắt đứt cái thang, chỉ còn hai cái tay rời nhau mà thôi. Đấy, đấy là câu trả lời. Một số bài tập khác, bài số 6, bài số 7, bài số 8 là các kia bài tập mà tôi soạn dưới dạng như là test, tức là dạng trắc nghiệm khách quan ấy, thì các bạn tự làm và có kèm theo cả đáp án rồi. Bài số 9 các bạn, bây giờ đến bài số 10, có nhiều bạn mắc, đặc biệt là những bạn mới học thì tôi giới thiệu. Bài tập 10 này đầu đề như sau, mời bạn nhìn vào tài liệu. Một chuỗi xoắn kép ADN là gồm 3 triệu nucleotide, trong đó có 20% là timin. Bây giờ người ta hỏi phân tử ADN này có bao nhiêu liên kết hydro. Thế nếu như mà bạn không chịu suy nghĩ thì tính sẽ rất khó. Nhưng mà thực ra nếu mà suy nghĩ kỹ một chút thì vấn đề nó chỉ là ứng dụng cái này thôi, ứng dụng cái nguyên tắc bổ sung. Giữa A với T có 2 liên kết hydro, giữa G nối với có 3 liên kết hydro. Vậy thì từ đây ta suy ra thế nào? Số liên kết hydro trong một phân tử ADN bao giờ cũng phải là 2A, hay nói đúng hơn là A cộng T cộng với lại gì ạ? 3G. Rồi, thế ở đầu bài thì đã cho chúng ta biết 20% của 3 triệu nucleotide là timin rồi. Do đó ta dễ dàng và nhanh chóng tính ra rằng timin bằng 20% của 3 triệu, thế là bằng bao nhiêu? Bằng 600.000. Thế bởi vì A chỉ nên ghép với T cho nên A bằng T, bởi thế cho nên A bằng T cũng bằng 600.000. Thế còn G với X thì sẽ bằng số còn lại thôi. Hoặc ta có thể tính cách khác, G bằng X sẽ bằng 100% trừ đi 20% cộng 20%, sau đó chia đôi thì kết quả là ta sẽ có G với X bằng bao nhiêu? G với X bằng
900.000 nucleotide. Do đó tổng số liên kết trong hydro trong cái phân tử ADN đã cho thì ta thay nó vào đây đó là A ở đây bằng 600.000, G ở đây bằng 900.000 thì sẽ tính ra và đáp số là tôi ghi trong tài liệu kèm theo rồi đó, đáp số sẽ là 3 tỷ 9 triệu liên kết hydro. Bài toán số 11 dựa theo các cái số liệu có thật cụ thể đầu bài như sau: mỗi một tế bào soma của người có 6 tỷ cặp nucleotide trên các nhiễm sắc thể. Bây giờ người ta hỏi nếu xếp các cái nucleotide này thành một hàng dọc như là học sinh xếp hàng vào lớp thì ta có thể thu được một cái chiều dài là bao nhiêu. Thì ở đây kiến thức là không có gì đặc biệt cả, nhưng nếu bạn không chú ý khai thác cái mô hình của cây hoa sơn bạn sẽ không làm được. Cụ thể như sau, bạn hãy nhìn lại vào cái cấu trúc bậc 2 theo mô hình cây hoa sơn ở trong tài liệu kèm theo thì bạn sẽ nhớ rằng là một vòng xoắn là bao nhiêu. Một vòng xoắn là 34 nanomet thì gồm 10 cặp. Do đó 10 cặp nô, do đó mỗi cặp chiếm 3,4, do đó mỗi cặp chiếm 0,34, đúng không ạ? 0,34 nanomet tức là 3,4 nanotơm. Tức là 6 tỷ cặp này xếp hàng một cặp này thì là 3,4 nanotơm này, hay là 0,34 nanomet này. Bây giờ chú thứ hai, đôi thứ hai xếp hàng đây này, đôi thứ ba, vân 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 vân. 6 tỷ thì chúng ta chỉ cần nhân lên với lại 6 nhân 10 mũ dương 9 mà thôi, đúng không? Thì kết quả sẽ là khoảng 2 mét, cụ thể là 2,04 mét. Và đây là số liệu thực đấy, 2,04 mét. Bạn đọc cái số này bạn hình dung cái gì ạ? Chúng ta cao khoảng 1m6 cho đến 1m8, 1m9, có bạn có thể cao đến 2m. Nhưng mà rõ ràng 2m so với một tế bào kích thước có một phần một vài phần nghìn mm là cực kỳ dài. Vậy thì tại sao cả một cái chiều dài 2m nó nói cho nó vui lại chui vào trong được? Vấn đề này chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài nhiễm sắc thể. Tiếp theo đây tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái vấn đề đặc biệt quan trọng để học bài phiên mã và dịch mã, đó là bài tập số 12. Nội dung đầu bài này như sau: nguyên tắc nào chi phối sự nhận biết nhau giữa ARN thông tin, ARN vận chuyển với lại ribosome và cả ADN? Thế thì trong các cái bài sau chúng ta học về phiên mã, dịch mã, giải mã thì chúng ta sẽ thấy được biết là ribosome nó nhận ra cái anh này nó gắn vào. Thế rồi ARN có enzyme lại nhận ra được cái đoạn gen nó gắn vào, rồi bắt đầu nó mới tổng hợp. Thế làm sao nhận biết được thì chi tiết tôi đã giải ở trong, đã trình bày trong cái giải lý kèm theo. Nhưng vấn đề cơ bản đây, nguyên tắc chi phối đó chính là nguyên tắc gì đó? Nguyên tắc bổ sung A chỉ liên kết với T, G chỉ liên kết với X. Còn đối với ARN thì bạn phải thay một chút, đó là gì ạ? A liên kết với U, G liên kết với X. Thế thì các cái trình tự này mà nó phù hợp nhau theo nguyên tắc bổ sung, mà nó phù hợp không phải một vài anh, mà phù hợp cả một chuỗi, một đoạn chuỗi, người ta vì thế người ta mới gọi là trình tự đặc hiệu hoặc trình tự nhận biết, thì lúc đó mới có là khả năng tương tác được. Các bạn xem kỹ các cái hình 07, 08 ở trong tài liệu kèm theo, đặc biệt là cấu trúc của ribosome. Thì ribosome nó nhận biết được ARN thông tin là nhờ trong ribosome có một loại ARN ribosome, nó có một trình tự nhận biết, có cái nucleotide bổ sung hoàn toàn cho một đoạn nhận biết của ARN thông tin.
Cái bài giải giảng ngày hôm nay với mục đích là tóm tắt và nâng cao một số kiến thức về ADN với ARN cho các bạn, để chuẩn bị cho việc tiếp thu tốt các kiến thức khá là phức tạp của di truyền học phân tử trong bài số 1, số 2, số 3, số 4 của chương trình mà tôi rất là vinh dự được giới thiệu với các em qua sự trợ giúp của Trung tâm Học Mãn. Thân ái chào các em. Và các em nên nhớ rằng các cái bài tập này thì các em nên bịt cái phần lời giải tự làm trước nhé, thì sau đó so với cái bài giải của tôi xem có gì thì để rút kinh nghiệm, chứ đừng nôn nóng ngồi mà đọc học thuộc lòng thì thấy không phải là học, đấy là học vẹt thôi nhé. Chào các bạn, chúc các bạn ôn tốt.